Hello tất cả anh em. Trên tay mình là chiếc loa độ cho chiếc xe Suzuki GZ150A. Hôm nay mình sẽ lại làm một cái video để hướng dẫn thật chi tiết với tất cả nhà mình cái cách lắp làm thế nào để nó phù hợp cho cái chiếc xe GZ của mình. Trước đây mình cũng đã hướng dẫn tất cả mọi người rồi, nhưng mà nó vẫn còn nhiều cái chưa cụ thể. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết là từ cách đi dây này, chạy qua ống này, để những cái dây điện và dây âm thanh, tín hiệu này nó không lằng nhằng ở bên ngoài nhé cả nhà. Nó rất là gọn. Mình sẽ tháo này ra, bổ loa ra và mình khoan một cái lỗ từ bên này sang bên này, mình chạy dây sang để cho nó gọn. Đấy. Cái thứ hai là mình sẽ hướng dẫn cả nhà cái chế cái tê này, lắp làm sao để cho nó phù hợp này. Cái tê này là của nhà sản xuất họ gửi cho mình, nhưng mà nó vẫn thực tế nó vẫn chưa ổn lắm, tại vì là lắp vẫn phải sửa lại nhiều lắm ạ. Như của mình thì không dùng cái này, nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà là mình sẽ dùng bằng cái này, nhưng mà lắp làm sao để cho nó phù hợp mà vẫn lắp được nhé cả nhà. Cái thứ hai là nhà sản xuất họ không cho mình cái này, cái ống này là cái để mà mình chạy từ bên này sang bên này để nó gông lại nó khỏe nhé cả nhà. Đấy, họ không cho mình cái này. Đấy. Không có cái này thì rất là yếu cả nhà. Đây, và họ cũng không cho mình cái này, hai cái thanh này thì để một đầu này là bắt vào cái khung sườn của xe, còn một đầu thì là sẽ bắt vào đây. Cả nhà nhìn nhá, tí nữa mình sẽ cắt bỏ cái đầu đi. Đây, cả nhà hình dung nó như này. Đấy, đúng không ạ? Bên này cũng thế. Đây. Đấy, mình sẽ gông lại như này. Như này nó rất là khỏe cả nhà. Hai cái tay này sẽ bắt vào đây và hai đầu ốc này. Còn hai cái đầu dừa giữa này là mình sẽ bắt vào khung sườn của xe. Nó gông lại rất là khỏe luôn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cả nhà. Mình sẽ cắt cái đoạn này đi này, không cần dài lắm đâu. Cái tác dụng của cái này là mình đẩy cái loa ra xa, nó không vướng vào cái chỗ mình để phanh này và mình để tần số để dây đấy. Đấy, cái này nó để ở gông giữa đều có tác dụng tất cả này. Và trước khi mình lắp loa, mình dựng cái loa lên thì mình cũng phải test qua một tí để xem là chất lượng nó có đúng không. Chứ không khi mình lắp vào rồi mà âm thanh nó không lên thì cũng mất công. Tất nhiên là có thể đổi lại được, nhưng mà nó sẽ mất công mình tháo ra tháo vào cả nhà. Đây là có hai sợi dây nhé cả nhà. Một sợi dây đây, một dây đôi này là dây để mình lấy đường điện 12V bình ắc quy nhé cả nhà. Cũng 12V là ok, đừng có cắm vào điện 220 là soi luôn đấy. Mình đánh dấu luôn đây rồi, mình thắt nút là đường dương này, còn là đường này đường âm. Đường dương này mình đấu vào sau chìa khóa nhé, hoặc là sau công tắc. Đấy, tốt nhất là các bạn nên mua cái công tắc khi các bạn bật chìa khóa lên là nó có điện, cho nên là nếu mình không muốn mở loa thì loa nó vẫn có điện nữa cả nhà, nó sẽ hao hụt ắc quy. Đấy, cho nên là mình sẽ mua một cái công tắc, khi mình không dùng nữa mình tắt cái công tắc đi. Đấy, còn cái đường mát này thì mình đấu vào sườn xe nhé cả nhà, đấu vào khung sườn xe. Bây giờ mình sẽ đấu vào cái bình ắc quy này cho cả nhà xem. Trước kia mình đấu hai cái đường tín hiệu của hai loa này với nhau này. Tách qua là được tín hiệu riêng này. Còn ở đây cực âm cực dương, mình sẽ đấu vào bình ắc quy để thử cho cả nhà xem mà nó lên không. Đây đường dương các bạn nhớ là đấu bình ắc quy
bạn nào các bạn đấu loa thì các bạn nên đấu, kể cả đấu bình cũng thế, các bạn nên đấu cực âm trước. Test thử luôn. Các bạn đấu vào các nghe nó tạch luôn, nó tạch cái. À, đây là chùm chìa khóa đấy cả nhà. Đây là cái chìa khóa này, là chìa khóa mở cái cốp của cái loa này. Đây các bạn, đây các bạn mở này. Cốp này các bạn có thể đựng được áo mưa nhé, hoặc là cho thêm một cái bình ắc quy vào đây cũng được, để bình ắc quy đó hỗ trợ nguyên cái loa này. Đây là cái khóa mở cốp. Còn bên này nhé, bên này là các bạn phải dùng COVID. Bên này là cái hệ thống điều khiển của loa. Đây các bạn có thể dùng COVID còn mở ra. Như loa của mình là mình không không vặn ốc, nhưng mà mình thích là mình mở. Nếu mà đi nhanh nó sóc cũng sẽ bị bật ra. Đây cả nhà nhé. Đây là cái điều khiển. Điều khiển này có một chỗ để cắm USB này, một chỗ để cắm thẻ nhớ này. Đấy, các bạn nhìn rõ này. Một đầu để cắm USB, cắm thẻ nhớ này. Và đây nó có cái đèn báo sáng này. Đây là lan ya mô sư, FM mô sư, lan ya mô sư. Các bạn nó có nút nguồn khởi động, còn nút tăng âm lượng, nút giảm lượng. Mỗi thế thôi ạ. Bây giờ mình sẽ thử luôn. FM mô sư, lan ya mô sư. Khi nó kêu giá ra mò xỉ là lúc đấy là mình sẽ bắt đầu bật vào đất tốt được. Bây giờ bạn khởi động vào đất tốt lên. Cài đặt vào đất tốt trên máy nhé cả nhà. Hệ điều hành nào cũng được, iOS hoặc Android cũng được. Bạn vào vào đất tốt để tìm kiếm, để nó ra xem là bây giờ nó hiện lên đây, nó hiện lên cái dòng chữ tàu này, thì các bạn ấn vào ở hàng chữ tàu là các bạn có thể thay đổi tên được để sau bạn dễ nhớ. Đây, nó hỏi bạn có kết nối không này, ghép nối đây, ấn vào ghép nối nhé. Bây giờ mình sẽ mở âm thanh lên cho các bạn xem, nó sẽ chạy luôn này, mở Invitoon lên nhá, kênh của mình luôn. Các bạn dùng điện thoại Bluetooth thì các bạn là điều khiển âm thanh ở đây nhá, giảm xuống này, bé xuống to lên được hết này, mình giảm hết cỡ này, đấy, và mình tăng hết cỡ lên này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chạy dây từ lọ này sang bên này để cho nó gọn nhá. Thử thế thôi. À, mình phải tắt loa đã. À, mọi người lại sang bên này nhá, tắt loa này. FM 模式关机。Dí một lúc nó có chữ con si là ok, là tắt loa. À, trước khi bạn làm tắt loa và rút điện ắc quy ra an toàn nhé, nó chập để cháy mất thôi đấy. Rồi bây giờ mình sẽ mở bổ cái loa ra để mình chạy dây. Trước tiên là tháo cái rác ra cho nó an toàn. Mở hết những cái con ốc của loa ra đã. À, dùng súng bắn cho nó nhanh cả nhà. Loa lúc mình tháo nó lỏng lẻo lẻo. Ok. Biết mình để gọn một tí mình đắp. Đó, bây giờ mình sẽ tháo hai cái đầu này ra nhá. Bốn con ốc này mình tháo ra. Mình sẽ nhấc bổng cái loa ra luôn. Đây nói như này vậy ạ. Để ở đây tí phải lắp vào nó dễ. Không bị quên ấy. Mà chưa lắp bao giờ nó sẽ bị nhầm quên. Lúc lắp vào thiếu hồ sơ. Nhớ là cái đệm này nhá. Đừng có bỏ qua. Rồi. Đây. Các bạn để nguyên này tí và các bạn lắp vào. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây, trong chỉ đây thôi ạ. Ở giữa thì nó là cái gông trắng. Cái gông này nó có cái đèn led nháy này chạy xung quanh nhé cả nhà. Ở trong này nó có cái loa bát này cả nhà này. Cả nhà thấy không ạ? Cái loa bát nó nằm ở trong này. Mọi người bảo tại sao nghe nó to thế, nhưng không phải là cái loa con bon này nó nghe to hết đâu. Rồi bây giờ mình tháo lốp bên này. Rút hẳn cái này ra. Không liên quan đến cái bộ này nữa. Mình tháo lốp bên này nhá. À, các bạn nếu mà làm chưa quen thì các bạn nên chụp hình lại. Thì đến lúc mình lắp mình không phải ngó nghiêng gì cả. Là như mình lắp nhiều rồi mới lại xe mình có sẵn đây thì mình có thể mình để ý dễ. Nhưng các bạn chỉ có một xe đây, các bạn chưa làm bao giờ thì các bạn nên chụp hình lại. Đấy, đến khi các bạn lắp nó rất là tiện. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo lốt cái đầu này.
máy nó nhanh ạ. Tháo các bạn dựng luôn. Các bạn để đúng bên luôn để tí các bạn lắp nó tiện. Và bây giờ bạn sẽ rút cái này ra. Thấy không ạ? Tí là các bạn quan là các bạn xuyên cái dây sang. Rồi. Ở trong này nó có bốn cái chống nước này, giảm rung này. À, các bạn đừng có làm rơi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ qua một mũi ở giữa này. Đây. Mình sẽ qua một phát ở đầu này, ở giữa này. Một góc này. Mở ra để các bạn nhìn xem là xong đánh dấu vào để mình quan ở cái điểm nào. Để mình nút dây nó sang rồi. Các bạn nhìn đánh dấu. Các bạn đánh dấu hai điểm luôn, bên này cũng thế. Còn là bên này mình sẽ, đây nó nằm như này, thì bạn sẽ khoan ở bên dưới này, rút dây ra, dây điện dưới, để cái này nó bên ngoài nên nước mưa nó sợ nó vào, nên các bạn phải khoan ở bên dưới, dưới gầm. Cái mũi khoan ở giữa này cho to tí để mình rút được dây ra nhé. Bây giờ các bạn phải khoan hai bên trước. Nhét được cái số dây này qua là cả một vấn đề đấy cả nhà. Đây, trước tiên mình nhét qua ấy, thì mình cũng nói chung dây này nó có một lớp bảo vệ đây, không ổn đâu. Thì theo mình là thay cái dây khác đi. Mình sẽ dùng bằng dây tín hiệu này của điện thoại nhé, dây thông tin. Dây này thì nó có mỗi một sợi nó có một lớp bảo vệ, lại có một cái lớp bọc bên ngoài nữa, cho nên là nó rất là bền. Không biết các bạn dùng dây gì nhưng mà anh em trong đội xe của Z-Tin Quang đa số là chạy điện cho xe là đều dây này hết. Bạn sẽ tách cái phần này ra, hoặc là các bạn cắt đầu này, các bạn lối trong này thì hay hơn, lối trong này thì nó không bị nước vào, đúng đấy. Đây nó có đầu tháo này, lối trong này thì lối trong loa. Bây giờ bạn phải dùng một cái dây để bạn chạy từ bên này sang bên kia. Đây.
mình sẽ dùng cái dây luôn cái dây thông tin này. Cắt luôn đoạn dây thông tin này. Nó cứng thì nó rất dễ làm. Đoạn cắt chéo đi. Luôn cái dây này sang để ra đây nó nhỡ nó ngóc lên lấy dễ. Đấy các bạn thấy không? Đấy, bẻ cái đầu ngóc ngóc mình xoay xoay phát nó ngóc đầu lên. Rồi. Bây giờ các bạn dùng băng dính các bạn cuốn lại, kéo sang. Thật chắc vào. Không là mất công ấy. Cứ cho nó dài dài tí cho nó an tâm. Mình tháo được. Rồi bây giờ các bạn lại bắt đầu kéo sang. Cẩn thận lại rút luôn đầu để sang nó đi vứt. Đấy, sang rồi nhé cả nhà. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo này ra. Xỏ qua đây. Đấu lại với cái loa lúc nãy. À, lúc mình cắt mình để ý nhá, tại vì nó có hai màu, một màu quang quang này, một màu trắng. Khi mình đấu lại thì mình đấu đúng theo cái chiều nhé, nó như kiểu đấu điện âm dương.
cái dây nó bỏ ra thì để về quá là về về điện. Ê, em đặt nó đi. Đấy, phải chế hai cái tay này. Nó mới khỏe. Mình tay mình run lắm. Ơ nhưng mà bạn ông như thế á? Bạn tí tí cắm rồi thôi. Tí đặt cái này nút rồi. Quên không bỏ cái ấy ra rồi. Nó phải chạy một ốc xuyên sang hẳn chứ. Ông lấy đâu được ông giải làm xong là cái dây đấy phải dây tiếp điện thì nó mới đúng giữ được. Nhưng mà có cái chụp đất đâu anh phải đi mượn để chụp. Bao ốc vàng vàng ở đâu đây? Thì ốc đấy là ốc đấy để bắt đầu đưa vào. Ốc vàng vàng con thua đâu lấy ốc xanh trắng của anh nhiều bạn. Ốc xanh trắng ở đấy là ốc vàng đây đúng không? Ốc trắng của anh có còn thì ép đủ. Đấy đấy. Đấy mà sai chiều thì thôi. Đây này, xuống em đi em. Nào anh Hiền đứng ngồi gọn đây xem nào. Đây là cách cái to này kia. Ra, cách con này ra. Đây rồi. Lên. Từ đã anh ơi. Cho hai loa. Cẩn thận. Kẹp loa trước đi. Ông có ốc đâu, ốc đâu. Ông ra ngửi tầm đấy. Rồi xem mời cái đấy vào đây. Xem mời cái đấy. Nó hơi vặn. Từ đấy anh được. Nó đen heo to nhỉ? Con này ra ngoài đi. Anh kia kia lắc con ốc trắng cho nó ngon. Đâu anh? Nó gì? Ông hít nè. Tôi chết rồi. Ăn cướp rồi. Đây có vẻ mẹ. Kích à? Kích rồi. Kích cái gì anh? Nó vừa rồi. Đây nó đang xoắn cái này. Từ từ từ. Không vừa phải tháo ra rồi. Tháo gì? Tháo này ra thì con này. Ốc bé quá đeo vừa hay là cái này ốc vừa ốc kia ông con này cho ốc nhỏ hơn được mà ốc mới ngay để nhưng mà nó gì quan trọng đấy. Ốc ốc này không vừa ốc nhỏ hơn được mà ốc nào ốc chắc chắn có vừa không cái ốc này ở đâu ốc nhỉ vừa đấy, để hả cái ốc này ốc ở đâu chắc chắn ở đây đây ốc khác đi mình còn ốc này đấy đừng có khỏi vứt đi đâu cái này kèm theo cái kia đúng không từ từ mang cái khoan này các em ơi mang cái khoan thay cái mũi to này tách cái vào tí anh lại cho em mượn cái ôi tốt nhất thì nghe em tháo này ra đợt mình nói rồi mà nó mỏng quá cái đợt của ông ấy cũng thắng này mỏng ma của anh đợt của anh nhưng mà đéo có cái đấy đợt công của anh chưa cái này mới cái này là lúc em làm clip em đăng lên em bảo nó mới gửi cái đồ cái gì đẹp mình nhận cái này trước anh em mua làm đéo nó có lấy từ từ các bạn chặt hẳn này à nhưng mà bạn thả đấy phải chặt hẳn luôn không tí vướng đó hẳn đâu chả vướng gì. Đây có quả trúng giật. Trúng giật ác. Kinh. Hai hoa đâu? Hoa bắt vào luôn đi để làm gì treo lằng nhằng gì. Cái còi này bắt cho nó vào đấy luôn. Rồi đây rồi, cho còi. Từ nhá, bây giờ phải quan trọng. Bắt vào đây bắt còi cho mỗi bên một tai tai còi. Ừ. Từ từ. Lấy ốc đâu? Long đen đâu? Ốc đây, long đen trước. Từ nhá, để bây giờ phải xem. Long đen chưa? Kéo bẻ ngay may là kéo bẻ. Bẻ ra phát chạm đây. Long đen chưa? Chưa nhá. Hả? Đây long đen đây. Long đen thép trắng luôn nhá. Đâu mà. Đây, từ đây. Long đen thép trắng luôn đấy. Để mày ở thép đen thôi. Mẹ, ông Hiền lại ngon nhất đi. Ngon nhất ý. Chả ông đéo nó có bộ lông đen mấy mẹ ốc y lốc. Quay cái đầu cái da nó đẹp hơn này ạ. Cứt cũng bằng cái trắng ấy. Đúng rồi. Đéo gì đẹp trắng. Cho cái loa lại vào trong cho nó, à cho kia ấy không? Cho cái tai vào. Chính là cho cái ở giữa này thì đéo phải lông đen nữa, chỉ cần ngoài thôi. Cho cái vào đây. Nhấc cho cái đấy. Đấy, thế. Cái sáng giờ mỗi bên một cái. Cho thì mang đây một cái giả, một cái chứ thì mẹ ông cầm hết cả hai để ông giả cái đéo. Bên đấy đéo cần. Ôi đéo được, hai con ngược nhau rồi, ông ơi. Ông giả tôi con bên ông. Mỗi giờ là làm từ sáng rồi. Chán thật đấy. Nó ngóng. Em chỉ từ làm được không? Nói chung là kỹ sư Lào, kỹ sư Campuchia nó chặt long đen đâu anh? Vẫn cho con long đen rồi nhé. Cho con long đen cho nó ngoài. Cho nó lớn, thì mình người lớn Lào rồi. Ơi, luộc ngô còn nước ngô không? Đấy, nước ngô cũng mới đi. Mẹ đéo vừa. Vừa. Anh cho em mượn con. Có cái giờ đầu 14 đến. Hiền tí con này. Con này bảo là hôm đấy lắp xe Hiền để đi vắng.
anh lắp xe hộ em nhưng mà em đánh thằng đấy nó đang còi ra sau, các bạn đấy các chạy vào, các bạn đấy các chạy vào mà các bạn đã các cụt vào rồi, nó phải nghe mình chứ đéo chuyện mình nghe đâu, các bạn đấy các chạy vào bắt nó phải nghe mình, khi búa bất thành thợ. Hiệp vặn đi gần được rồi đấy. Em nghĩ khả năng là cái kia nó làm theo ý của mình, bắt được cái đấy vào, nhưng mà em sợ là có khi lại không được. Anh đi mượn ở đâu với ông nhỉ? Anh Hiếm mua cuối cùng là cái chân này. Hiện đây, bây giờ bảo mua một con dài khoảng tầm 10 phân, gen hết và một cái bộ chụp để em vặn. Bắt như cái chặt này thì mũi vào xoay. Không phải vặn lỏng, vặn kiểu hai đầu kia hơi xấu. Nên là chế đâu vẫn là hay nhất. Thế là có vặn quả lửa ra nhà Dũng Đánh thôi. Đánh gì? Kiên ra Dũng Đánh mua cho Hiền xí kiếp dài 15 phân. Ừ. Cho dài chạy chuyên. Thôi được rồi em ơi. Thế rồi. Rồi chết chỉnh cân chưa? 12 phân. Ốc thép đen được không ở thép trắng được. Không, mà như là ốc như là... Để bắt xuyên, ốc bé, ốc bé đấy. Cầm một con ốc nhỏ nhỏ. Ốc như này này, ốc như này bắt xuyên như này sang này. Chứ mà phải dài bằng tầm này. Thế hai cái thanh dưới này. Như cửa hàng là không có hai thanh dưới nhá. Đấy đấy, thằng đấy của nó. Đây 12 này. Cho anh mượn cái gì đấy giữ. Em bạn bên kia. Con này nó có cái chống đề, mình lấy luôn cái chống đề nó. Không, nếu bắt tay đâu, nó có cái chống. Có cái nhựa ở trong nó vặn đầu chết đấy. Vặn tới tầm đấy, đừng vặn chặt vừa nhé. Để tí nó còn đấy. Lúc nào mình đẩy lên mình siết. Cứ bạn tương đối tí nó cứng rồi. Tí gõ được cơ mà, nó ở trong đấy nó gõ nó theo mình. Rồi. Nào bây giờ mai cho anh mượn cái ống kia, ống anh cắt rồi. Hai con, con nào vừa? Hai như nhau ấy, con đấy để em cho ông Tuấn. Công mang máy với các mày đỡ bị đo. Không phải đo luôn thế là chuẩn. Không đo. Rồi, để lấy ốc đã, để chờ ốc đã. Chẳng ăn bốc vàng cây nữa đấy. Mẹ con ốc vàng ném mẹ ông ao. Cái này nó hàn cái này thì nó bị hàn bị lỗi. Nó được cái này phải mang máy cắt đi. Từ từ anh ơi. Mang máy cắt này ra. Nếu không tí mình mới đẩy lên để xuống này được. Mài đi, mài đi. Mày máy cắt rồi cắt hỏng hết xe này. Lỗi à? Cắt rồi đây. Lỗi. Đâu cần rồi. Mang đây. Mang hàn thôi lòi ra này đéo. Long đen. Đây này, túi long đen đâu nhỉ? Cái long đen bằng. Long đen lớn rồi được. Túi long đen vừa ném. Không, cứ phải lấy. Đây. Nó lòi ra đi. Đây. Nó lòi nhiều lắm. Đây. Long đen đây. Siết được hết mà. Nhiều gì? Nhiều cái long đen. Ôi mai mua. Ôi không phải mua đâu. Anh em nhau. Sáu ấy. Thế là đi xuống đấy. Thôi nhân dịp em lên mẹ thành phố mua thuốc còn lấy cái ấy lấy cho bác cái ốc cái tê trắng này. Có mượn tê không? Có được tê chưa? Đấy cái tê đây này vừa. Đấy có cái ở giữa nó khỏe lắm. Siết vào khỏi nghĩ luôn. Đấy này ốc này cầm đúc út tê nó gồng. Phệt cho anh. Rồi. Sắp xong rồi. Siết ốc còn nữa là ok. Giờ nó gông thì chặt lắm luôn thì khoảng nghĩ luôn. Vừa đấy, lưới lại một tí thôi. Để anh kéo lại một tí. Tôi bảo nó phải gông cho đấy. Cái chân ra cho em đúng thôi. Phải. Anh Nam ơi, vòng qua cái loa à, vòng qua cái còi lên phía trên này đi. Nó căng này nhìn nó mới đẹp. Ấn chặt anh đấy. Luồn. Đây, ấn đây, ấn dưới đây. Hiệp luồn xong rồi. Nào dưới đi. Giữ cái kia đi. Đây. Đừng ấn cái phương tiện phụ huynh ảnh. Cứ suốt từ sáng ấy chửi. Đẩy. Chắc Giang biết lâu rồi, cứ cố tình. Đéo có hai cái đấy. Ừ, chặt mà. Cần phải cắt cái tay đấy đi để bạn đâu. Nó có xoay đâu mà anh sợ. Đây, chặt cứng. Thứ nhất là này. bẻ cái ấy, cần số cái đi. Không, từ từ anh ra đây. Đẩy lại cái này cho nó chưa cần tí nữa yên tâm, tí nữa chặt xong mới gõ được thôi mà.
Đấy, chặt rồi đây. Chưa, cứ cho chặt đi, cho chặt. Lấy búa gõ đi. Cứng hẳn đi. Chặt cứng thì... Cứng. Lấy búa gõ đi. Bẻ, bẻ cho nó lưng lên đi. Nhưng mà thằng này chưa vặn đây. Phải lưng. Chưa vặn chặt này, từ từ. À, đúng rồi. Thằng này đã vặn đâu. Lưng lên đi cho nó hết gáy đi. Từ từ, từ từ, anh bảo, từ từ. Từ từ nha. Vặn chặt cái trên này đã để nó còn đẩy cái loa lên. Chứ không nó xoay này loa chả tác dụng đẩy. Không, bây giờ phải từ đó, bây giờ để chỉnh nó mới vặn. Không, cái đấy cái siết chặt được mà. Không, thằng này để đấn, ấn xuống cho nó bằng cái nhá. Không dùng ấn đẩy nó xuống. Đây em ấn cho đẩy đẩy thằng này xuống ra. Ấn đã bảo rồi. Đây. Ra. Đi lùi lại rồi. Anh ra, anh ra. Đây tay em đẩy thằng này xuống để anh vặn chặt. Không, không, để mà từ từ đây đây. Không hiểu ý đâu. Để em có chỉnh cho thằng ấy nó động chân được mà. Không, thằng này cho nó bằng nhau đã. Vạch, vạch này em vặn chặt vào mất rồi à? Cái vạch nhỉ, vạch vạch thôi. Vạch để anh ấn vào không chặt quá. Lưới ra được mà. Nào. Nên nhá. Không phải lấy cái gì chống à. Một ra nhấc đi. Nhưng mà đi chống đéo được. Đéo, chống nó đéo lên được. Nhấc đi. Không lên được. Chống nó đéo lên được rồi anh. Nhấc. Mà không mà càng càng. Được. Được, 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 ông nào ngồi lên đi. Được rồi, đang ngửa lên đấy. Thôi, được rồi. Kịch mẹ trên này rồi. Kịch là được. Kệ cho kịch tính được. Đâu, càng chắc. Cái đấy. Cái đấy càng chắc. Bên này bảo phân này rồi. Không, để mẹ, để mẹ đã. Để mẹ đã. Sao lại từ từ. Kịch càng chắc. Thôi bây giờ vặn vặn cái này chặt đi, vặn cái này chặt đi. Cho đi. Đẩy lên tí nữa các đây. Đẩy đẩy. Cắt phải tháo ra. Vặn đi đéo là của mình nhá. Mình mài đầu. Ở đấy, em làm cái chủ của mình. Em có tu viết. Xong rồi nhá. Xong rồi nhá. Tháng đạo kẻ thú. Buổi trưa mày không đói. Lắng nghe một sự. Xong rồi đấy cả nhà. Anh em bắt được luôn máy nghiền rồi cho nó quen đi. Để thoát đi, thoát vào laptop bên kia đi. Thế máy cả ở bàn đấy đâu đi. Thử luôn. Ông bắt được nó vừa vứt dưới đất này này. Ông nó bắt cái của em rồi. Phát lên kia đi. Hôm ra ông nào tháo cái máy em đi à. Bảo càng kêu chữ ngữ u nào. Rồi em ra đi. Ngọt ngào đền mây cũng tàn thành mây. Ông em nói đi. Phải cái chữ u. Đấy dọn đi. Ở đâu lúc nay cái này em lưới ra để em vặn vào. Đấy thì bây giờ cái nào của hai anh em lưới hai anh đi vặn vào. Anh siết cho mày ở dưới đi, mẹ khỏe thoải mái rồi chặt. Cứng. Vặn vặn đưa đi qua đây. Thôi xong rồi, xong rồi đi về đi. Mới đi về đi xong rồi về đi. Mà thằng này bây giờ cái phanh này phải chỉnh cho nó xuống một tí. Không vừa. Dạ. Chỉnh được mà. Phanh này chỉnh xuống tí cho nó. Hạ phanh xuống. Hạ phanh xuống tí.